Ôi dồi ôi, cái này có mình mổ thì ngày mai còn chưa xong. Giờ đứt hết rồi Phương ạ. Đây. Bé nhỉ. Vậy làm gãy hết rồi đây này. Gãy à? Ai chà chà, chắc hết đấy. Ai giờ lại đứt tiếp rồi Phương ạ. Ui, ăn hết quả táo rồi à? Ngon. Ngon à? Con chặt cái này nhỉ? Ủa, được rồi. Chặt cẩn thận lên, chặt vào tay đi nhá. Dạ. Đâu mà này, mẹ chặt cho. Mẹ chặt sao xong con gạo nhá. Tí nhỉ. Trời ơi. Hôi quá. Cái gì hôi?
con gọt thế này thì có mà hết củ sắn luôn à. Tay cầm đừng có để vào đây. Mua cái con dao. Mẹ cứa vào tay đi. Đấy, lật đi, lật đi. Chỗ tay của con đâu. Đấy. Mẹ đi nhổ rồi. Dạo được chưa? Chưa. Mấy con lợn này. Một cây sắn được một củ sắn. Đấy. Đã được nhiều chưa? Đầy đủ chưa? 3, 4. 4 củ á? Xem ai làm nhanh hơn nhá. Thôi nha. Xem ai làm được nhiều hơn nha. Xong. Xong à? Thường đấy mẹ làm nhanh à? Mỏi tay à? Mỏi tay lắm à? Ngồi thế thấy lạnh lạnh nhỉ? Thương nhỉ? Có máy kìa. Mẹ. Cái máy của ai? Mẹ. Sao? Kệ. Ngay đây thôi mà Phương cũng mẹ mang nước ra đây. Mấy bước chân Phương cũng mẹ mang nước ra đây. Đâu? Có máy của ai làm ở kia tính mình xem. Thi nhau nè Phương ơi, cẩn thận nhá. Phải kẹp vào tay nhá. Úi giời, nhanh thế. Cẩn thận không? Cào tay nha. Mệt à?
Mẹ già. Thương. Bánh mà mời.
cào. Sau như hết xong nhập trọng của cửa thì đùng. Ừ. Mình cũng hết ít. Chia cả nó hết chứ. Thì có hết chúng ta. Cái áo phải nữa rồi. Ờ, cái nhà này. Tập cân. Tập thẳng cân. Bạn này, chia sẻ cái này mà nó có tay như thế. Mình kẹp. Cứ đó mà đeo cả đấy bánh hơi thế này nữa bánh nan này hù. Hừ ạ.
Ôi dồi ôi. Hết hết chứ kìa. Con thấy con hết hết vỏ vào trong gùi rồi đấy. Ôi, nó thật là lâu mới được một gùi. Hết à? Nhấc mông đi về thôi. Chết nữa lao đầu. Bật điện lên ông. Bật điện lên kia.